Chào Ano, hôm nay là ngày cuối đời của anh đó. Giống như 684.000 người mỗi năm rơi từ trên cao xuống hoặc do lỗi y tế. Đây là nguyên nhân tử vong đứng thứ ba ở Mỹ sau bệnh tim và ung thư. Cái quái gì vậy? Anh bị xe máy điện đâm phải. Thật là nực cười. Các giác quan của anh bắt đầu suy yếu, thị lực, khứu giác, vị giác và cuối cùng là thính giác. Anh chết rồi anh bạn ơi. Sau khi ngừng tim, anh có 6 phút trước khi não chết hoàn toàn. Khung thời gian này tăng lên khi bị thiếu máu hoặc hạ thân nhiệt. Một cô gái sống lại sau 6 giờ chết lâm sàng. Cô ấy nằm trong băng với nhiệt độ cơ thể là 64 độ và điều này đã cứu sống cô ấy. Nhưng giờ chẳng có gì giúp được anh cả, anh bạn à. Trong một phút, anh đã mất đi 10% lượng oxy. Ồ, và cả ví của anh nữa. Tim của anh đã ngừng bơm máu và các cục máu đông đang bắt đầu hình thành. Tuy nhiên, bộ não của anh hiện đang hoạt động tích cực hơn bao giờ hết. Người đàn ông 87 tuổi trong khi đang được đo điện não thì đột nhiên ông lên cơn đau tim. 15 giây trước khi chết, điện não độ phát hiện ra các sóng não đặc biệt trong đầu ông ấy. Những làn sóng như vậy xảy ra trong khi đang mơ hoặc trong khi thiền định. Vì vậy, vào lúc chết, anh thực sự có thể nhớ lại toàn bộ cuộc đời của mình. Ano, hiện tại lượng dopamine của anh cao gấp 12 lần bình thường và serotonin cao gấp 20 lần. Đó là lý do tại sao anh đang trải qua giấc mơ sống động nhất. Trong cái chết lâm sàng, chỉ 15% số người trải qua điều gì đó đáng sợ. Những người còn lại nhìn thấy khuôn mặt của các thành viên trong gia đình. Động vật hoặc thực vật, những sự kiện đã qua, hay thậm chí là ánh sáng trắng cổ điển. Nhân tiện, lời cuối cùng của Thomas Edison là ở đó rất đẹp. Này, chuyện này đã xảy ra trước đây rồi. Ano, anh không nhớ sao? Sẽ ra sao nếu toàn bộ cuộc đời chúng ta chỉ là một chuỗi những trải nghiệm cận kề cái chết lóe lên trong tâm trí vào những giây phút cuối cùng trên mặt đất?